Mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi ất sửu sinh năm 1985. Chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. kính thưa quý anh chị quý anh chị có biết rằng may mắn hay là xui xẻo, giàu sang hay là nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mọi người mà nên. Nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điểm báo nhắc nhở bản thân chúng ta. Vì thế có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ, giải hùng, hóa cát cho nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay gia tài bạc tỷ chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhất là có khả năng trúng số độc đắc, trúng thưởng sẽ rất cao. Và tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 được các nhà chim tinh học Nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi Ất Sửu chỉ ra rằng trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn và những người tuổi Ất Sửu hiểu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyện thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý và sau đây mời quý anh chị tuổi Ất Sửu cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình nhé. Từ vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 là tuổi con trâu, thuộc mệnh Kim Hải Trung Kim, nghĩa là vàng dưới biển. Việc chọn ngày giờ đẹp để tiến hành công việc quan trọng là một trong những yếu tố tăng thêm may mắn, giúp công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió. Những người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 rất hợp vào giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn xuất hành hay thực hiện những công việc trọng đại sẽ gặp nhiều thuận lợi, may mắn đem lại nhiều tiền tài, mưu sự ắt thành, đại cát đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Người tuổi Ất Sửu là những người làm việc chăm chỉ cần cù và không ngừng cố gắng, nỗ lực khi đã đặt ra mục tiêu, họ cố gắng phấn đấu đến cùng, một khi chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc những người này thậm chí không cho phép mình chìm vào cuộc sống an nhàn, hưởng thụ, khi người khác nghỉ ngơi, họ vẫn tiếp tục làm việc, với hy vọng sự nỗ lực của mình sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Cuộc đời người tuổi Ất Sửu có nhiều biến động, thay đổi, dù đã có một cuộc sống sung sướng, ổn định, nhưng sóng gió có thể ập đến bất kỳ lúc nào, điều đó không quá lo lắng, khi Ất Sửu có khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh dù trong tình cảnh thế nào, họ cũng dễ dàng làm chủ được cuộc sống của mình, là một người biết nhường nhịn, ứng nhân sự thế, người tuổi ất sửu luôn biết cách dĩ hòa vi quý với người thân và mọi người xung quanh. Về xây dựng sự nghiệp, ất sửu gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại ở giai đoạn đầu, bởi vậy dù rất cố gắng phấn đấu nhưng thành công thường đến muộn với họ, phải từ năm 32 tuổi đổ đi, công danh và sự nghiệp mới sáng lạng, phát triển hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa thể ổn định, vững chắc, có thể xảy ra những biến động và thay đổi về công việc, nhà cửa, càng về sau, tài lộc càng dồi dào, sự nghiệp càng thăng tiến. Xem tử vi tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 cho thấy, con giáp này muốn có được bất cứ thứ gì cũng đều phải dựa vào chính sức mình, chẳng thể nào trông chờ vào sự giúp đỡ của bất cứ ai. Dịch mã là động tinh xuất hiện, báo hiệu một tháng tất bật, chạy ngược, chạy xuôi, để lo công chuyện, thì mới mong đạt được kết quả như ý. Tài lộc trong tháng ở mức bình ổn, nguồn thu đến từ công việc chính, thứ tài cũng có nhưng chủ yếu từ nỗ lực của bản thân. Truyền tình cảm cá nhân, có nguyệt lệnh lâm mộ xuất hiện cho thấy, tuổi ất sửu, sinh năm 1985, chưa tìm được tiếng nói chung với người ấy, mâu thuẫn dễ nảy sinh, do đôi bên chưa hiểu và thông cảm cho nhau. Sức khỏe trong tháng 2 âm lịch này của người tuổi ất sửu cơ bản tốt, nhưng cũng cần chú ý họa huyết quang có thể gây ra những tai nạn, thương tích bất ngờ. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, Tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 cảnh báo, con giáp này phải trải một tháng nhiều bận rộn, công việc chất chồng, dịch mã động tinh xuất hiện, báo hiệu những chú châu cần phải di chuyển rất nhiều trong tháng 2 này. Nhất là những bạn làm nghề kinh doanh, môi giới, marketing, khối lượng công việc mà con giáp này phải đảm nhận cũng tăng lên khá nhiều, bởi có nhiều vấn đề tồn động và bị dồn lại, tới tháng sau Tết vẫn chưa giải quyết hết vốn là con giáp chăm chỉ, bản mệnh tất bật ngược xuôi lo mọi chuyện, phải tự mình làm lấy chứ chẳng thể nhờ cậy được ai, vì thế nếu không có đủ sức khỏe thì sẽ vô cùng mệt mỏi, song bản mệnh yên tâm rằng công sức bỏ ra rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Cấp trên nhìn thấy những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của bạn, sẽ có những kế hoạch mới trong thời gian tới, tháng này do ảnh hưởng của sao thiên y cho nên, tuổi ất sửu, sinh năm 1985 rất chăm chỉ, có thể ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Theo tử vi tháng 2 âm lịch, người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, chịu sự ảnh hưởng của thiên Ất quý nhân, người này thông minh, trí tuệ, có tài năng hơn người, được mọi người quý mến mà biến hung thành cát, trong công việc phát huy tài năng được mọi người ngưỡng mộ, từ đó công việc thuận lợi, người có cách thần này hỗ trợ thì vinh hoa, phú quý, phát đạt thiên mệnh công danh hiền hách, công việc đa phần đều có thể dễ dàng vượt qua, không gặp phải cản trở lớn. Tháng 2 âm lịch năm Quý Mão này, đây cũng chưa phải một tháng thực sự thuận lợi cho người tuổi Ất Sửu, nhưng nếu bạn quyết tâm khởi nghiệp về kinh doanh, buôn bán thì nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm này chậm nhưng chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao. Về mặt tài vận, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Ất Sửu có một tháng tài lộc khá bình ổn, không có nhiều biến động. Từ vi tháng 2 âm lịch của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 cho thấy tiền bạc kiếm được trong thời điểm này chủ yếu là do chính bản mệnh cố gắng, nỗ lực mà có được. Tháng 2 âm lịch này, người tuổi Ất Sửu, về cơ bản vận trình tài lộc ít có các tinh trợ mệnh, nên bạn cần phải cố gắng để đạt được nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp công việc, điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc được khởi sắc. May mắn về tài lộc trong tháng không có nhiều, có thể sẽ cần phải tự tìm tòi thêm cơ hội để kiếm tiền, nếu không sẽ có những lúc bản mệnh cảm thấy bí bách khi mà số tiền kiếm được không đáng bao nhiêu so với những việc mình cần chi tiêu. Tỷ kiên xuất hiện cho thấy con giáp này cần phải kiên trì, bền bỉ trên hành trình tìm kiếm tài lộc tháng 2 âm lịch này, càng nóng vội bạn càng dễ mắc sai lầm, đừng cố ép bản thân mình thái quá trong tháng do có dịch mã là động tinh xuất hiện, nếu đó là điều cần thiết cho việc làm ăn, thì bạn cũng đừng ngần ngại, thử thách bản thân nhiều hơn, bạn hoạt bát, thể hiện được khả năng tính toán và phát huy bản tính, cần cù, cẩn thận của mình, thì sớm muộn gì, bạn cũng sẽ thu được thành quả như ý. Theo phi tinh tháng trong tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023 lục bạch ở hướng Đông Nam, trong thời điểm này, bạn phải dọn dẹp sạch sẽ, tránh để đồ đạc bừa bãi, nếu không muốn tiền bạc thất thoát ngoài ý muốn. Các thần thiên ất quý nhân, giúp cho tuổi ất sửu, sinh năm 1985, có một tháng nhiều vinh hoa, phú quý, cơ hội làm giàu cực lớn. Tháng 2 âm lịch, nhờ sự thông minh của mình mà người tuổi ất sửu, sinh năm 1985, sẽ gặt hái được những cơ hội kiếm tiền lớn, nữ mệnh độc thân có thể gặp được nửa kia cao sang quyền quý, giúp cho số phận của bạn được tốt hơn. Về mặt tình cảm Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023, của tuổi ất sửu, sinh năm 1985. Trong thời điểm nguyện lệnh đi vào đất mộ, những khác biệt giữa hai người càng ngày lớn và chưa có dấu hiệu tìm được tiếng nói chung. Con giáp này mải mê với công việc của mình mà không dành thời gian đủ nhiều cho người ấy, bản mệnh không biết cách để giải thích những vất vả mà mình đang phải chịu đựng chỉ để tốt cho cuộc sống tương lai của cả hai người. Người độc thân chưa tìm được đối tượng phù hợp với mình, có thể do bản mệnh đang gây hiểu lầm với đối phương bởi cách ứng xử có phần thiếu tinh tế của mình khiến cho tình cảm trong tim chưa được bộc lộ. Ngoài ra, họa đào hoa xấu xuất hiện cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của những người đã lập gia đình, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 dễ say nắng, trúng gió, đi theo tiếng gọi của ánh sáng mờ ảo, lầm lỡ, mà quên mất người đã bên mình tự thở hàn vi. Người tuổi Ất Sửu cũng nên chú ý, dù công việc có bận rộn đến đâu, nhưng bản mệnh tuổi Ất Sửu vẫn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc con cái, phụ giúp việc nhà và thường xuyên hâm nóng tình cảm gia đình. Có như vậy, gia đạo mới được hòa thuận, êm ấm. Về mặt sức khỏe, xem tử vi cho thấy bước sang tháng Quý Mão, năm Quý Mão 2023, về phương diện sức khỏe của người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 không có gì đáng phải lo ngại. Bản mệnh có tinh thần thể dục thể thao khá tốt, biết tự chăm sóc sức khỏe cho mình nên ở thời điểm giao mùa cũng không cần phải lo lắng nhiều. Tuy nhiên, trong tháng cũng có bạch hổ là hung tinh chiếu mệnh, mang điểm báo tai họa, họa huyết quang, vì thế bản mệnh khi tham gia giao thông, hay vận hành máy móc, phải cố gắng đảm bảo an toàn ở mức tối đa, nếu không có nguy cơ tai nạn va chạm gây tổn hại tiền bạc, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài ra khi di chuyển, đi lại, hay là sử dụng các đồ vật bằng kim loại cũng cần cẩn thận, tránh gây thương tích cho bản thân. May mắn không tự nhiên mà có, sau đây bốn tư duy giúp tăng cường sự may mắn, người tuổi ất sửu, nên biết sớm, giàu sớm may mắn không phải bị tác động bởi yếu tố bên ngoài mà chính là cách nhìn nhận trong tư duy và nội tâm của mỗi người may mắn là thứ mà ai cũng muốn giàu có sự nghiệp đồ sộ người yêu xinh đẹp nhiều người cho rằng sở hữu những thứ này đều là do may mắn thế nhưng liệu mọi thứ có phải tự nhiên xuất hiện hay không đa phần là không bạn giàu có sự nghiệp to lớn chứng tỏ bạn đã bỏ ra công sức trước đó không ít thì nhiều bạn có người yêu xinh đẹp đương nhiên là vì bạn sở hữu những yếu tố như nhan sắc tiền bạc tính cách may mắn hay không còn tùy thuộc vào mỗi người và nó sẽ xuất hiện nếu bạn thật sự cố gắng thử thay đổi bốn điều dưới đây vận may sẽ tự tìm đến với bạn thứ nhất là trí tuệ là cốt lõi của vận may người xưa có câu trước khi giao cho một người nhiệm vụ to lớn nào đó ông trời đã mở cánh cửa trí tuệ cho họ có trí tuệ và phương pháp cộng thêm nỗ lực con người ta mới dễ dàng tìm thấy thành công cũng từ đó xem như bắt đầu phất lên trở nên may mắn vậy nên chúng ta cần phải kiên trì học tập dù cho tuổi già ập đến cũng không ngừng mưu cầu tri thức trau dồi bản thân nâng cao tố chất chuyên nghiệp và tư duy trí tuệ chỉ có như vậy chúng ta mới có thể chạm đến tầm cao mới của cuộc sống thật ra may mắn không phải là chuyện đột nhiên mà có mà nó diễn ra trong thầm lặng tích lũy đến một mức độ nhất định rồi mới đổi lại thành công vận may của một người chính là sự hồi báo sau quá trình cực khổ cho đi đợi đến lúc thiên thời địa lợi nhân hòa bạn sẽ có được thành công và hạnh phúc đáng giá Người không biết hành động mà chỉ cầu trời khấn Phật cho mình được may mắn, hạnh phúc, phát tài thì những thứ này sẽ không bao giờ xuất hiện. Chỉ có tiếp thu trí tuệ từ từ nỗ lực mới là thể mang về vận may. Thứ hai là cách nhìn nhận quyết định sự may mắn. Nhiều người cảm thấy bản thân dường như kém may mắn, làm gì cũng không đạt được mục đích. Thật ra, may mắn không phải bị tác động bởi yếu tố bên ngoài mà chính là cách nhìn nhận của tư duy và nội tâm của mỗi người không ngừng trau dồi trí tuệ chính là một trong những bí quyết giúp con người thu về vận may trí tuệ ở đây chính là những tổng kết sau quá trình trải nghiệm về nhân sinh nhân tình thế thái và cách đối nhân xử thế trên cuộc đời này triết lý nói xuân rất khó để áp dụng nhưng kinh nghiệm thực tiễn và những điều đã ngộ ra sau những lần sông pha mới là hành trang theo bạn cả đời nói một cách khác khi con người ta trưởng thành thật sự định nghĩa về may mắn sẽ bị biến đổi khác đi so với lúc trước nhiều người nhận ra việc có bố mẹ bên cạnh là một may mắn rất lớn, hoặc thậm chí là cảm thấy bản thân đang còn tồn tại trên thế giới này cũng là may mắn lắm rồi. Cách nhìn nhận chín chắn hơn sẽ giúp con người dễ cảm thấy may mắn. Một sự cố ấp đến, thay vì nghĩ rằng bản thân quá xui xẻo thì họ lại an ủi chính mình bằng cách cũng may là nếu không thì. Mỗi một bước trưởng thành đều chứa đựng may mắn, nếu không tin thì bạn có thể ngẫm nghĩ lại thử xem. Thứ ba là nỗ lực mang lại may mắn nếu quan sát kỹ hơn một người thành công chưa chắc thông minh nhất nhưng chắc chắn phải là người cố gắng nhất bạn thấy người ta giàu phất lên bạn chỉ nghĩ rằng họ may mắn nhưng bạn không biết phía sau thành công đó là cả quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ và thất bại liên tục người có tư tưởng này là người cực kỳ thiền cận có thái độ ghen ăn tức ở và chưa biết quá trình làm giàu là gì đến một lúc nào đó sau rất nhiều trải nghiệm trong cuộc sống bạn sẽ nhận ra nỗ lực là điều cốt lõi để con người thay đổi số phận khoảnh khắc sở hữu được cuộc sống tốt hơn cũng chính là phúc phần, là may mắn mà bạn nhận được sau hành trình gian nan. Thứ tư là không cưỡng cầu kết quả. Người may mắn lúc nào cũng có tâm thái thản nhiên đến bất ngờ. Họ không có thái độ cưỡng cầu kết quả, thay vào đó là tinh thần học tập và khát khao trải nghiệm. Chỉ có như vậy, con người mới không bị kết quả vùi dập nếu nó không đúng theo ý nguyện ban đầu. Con người là vậy, có được thứ với ý thì gọi là may mắn, còn không có được thì lại than thở xui xẻo. Thế nhưng mấy ai hiểu được may mắn hay xui xẻo đều do mình. Làm chuyện gì cũng phải cố gắng điều hướng cảm xúc chú trọng vào quá trình, đừng chỉ chăm chăm vào kết quả. Cuối cùng, vì không chuyên tâm quá trình nên dẫn kết quả xấu, để rồi đau buồn, thất vọng và mất hết ý chí. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.